khấn xin ngự đến hồn con đang mong chờ ngài suối nguồn thánh ân hiền xuống này dương gian xin ngài đôi mới ngài ơi xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian lu mê tôi tâm ngài ơi xin ngài hãy đến hiến mình ngài ơi lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu thánh thần con xin ngự đến hồn con đang mong chờ ngài mở lòng sáng soi đường đi tìm chân lý công bình bác ái ngài ơi xin ngài thương đến uốn nắn nếu đi quanh co sai lầm ngài ơi xin ngài hãy đến dẫn đi đường ngài lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường chào tất cả các anh chị trong lớp thánh kinh 100 tuần khóa thứ ba. Lần trước chắc các anh chị đã có trong tay cái sơ đồ lịch sử cứu độ, và chúng ta có cái bản sơ đồ trước mắt như vậy theo dõi nó dễ hơn. Thì cái sơ đồ lịch sử cứu độ này nó gồm có 4 chữ như lần trước chúng ta nói. Chữ lịch sử. Lịch sử diễn tả tất cả những gì xảy ra ở trong thế giới con người. Lịch sử gồm có 2 yếu tố: không gian và thời gian. Chính 2 cái yếu tố không gian và thời gian này tạo ra cái tên mà người ta gọi là lịch sử. Còn cứu độ đó là cái kế hoạch của Thiên Chúa, gọi là kế hoạch cứu độ. Cũng như lịch sử lần trước chúng ta nói, lịch sử một đời người, lịch sử một dân tộc, đó là những cái sự kiện, những biến cố, những cái mốc điểm thời gian nó diễn ra, diễn tiến cái dân tộc đó như thế nào, cái quốc gia đó như thế nào. Lịch sử một đời người cũng vậy. Một người được bắt đầu sinh ra thì sinh ra ở đâu, rồi cha mẹ là ai, lớn lên làm nghề gì và cái sự nghiệp như thế nào. Tất cả những cái sự kiện đó nó đan kết lại với nhau thành một chuỗi dài gọi là lịch sử. Vậy lịch sử cứu độ cũng chính là những gì diễn ra mà Thiên Chúa gọi là cái kế hoạch cứu độ đó diễn tiến như thế nào ở trong thời gian và không gian, trong cái lịch sử nhân loại. Vậy khi nói tới lịch sử cứu độ thì cái trọng tâm và cái hình ảnh mà giáo hội muốn giới thiệu và Thiên Chúa muốn diễn tả không phải là 2 cái chữ đọc, mà cái điểm nhấn mạnh, cái chủ đích chính là 2 chữ cứu độ. Cái diễn tiến của ơn cứu độ trong cái kế hoạch cứu độ nó được diễn tiến từ khi Thiên Chúa bắt đầu tạo dựng, và nó diễn ra trong thời gian và không gian, diễn ra trong lịch sử của nhân loại cho tới cái ngày tận thế, khi mà chấm dứt
cái lịch sử nhân loại này. Đó là cái ngày tận thế. Và lúc đó cái kế hoạch cứu độ này Thiên Chúa gọi là hoàn tất. Vậy trong cái lịch sử cứu độ, cái diễn tiến trong thời gian và không gian chỉ có bao gồm ba cái công trình. Công trình của Chúa ba ngôi, không có ngôi thứ tư, nên không có công trình thứ tư. Trong cái kế hoạch cứu độ này, mỗi ngôi Thiên Chúa đảm nhận một vai trò. Chúa Cha, Ngài nhận cái vai trò đầu tiên, đó là Ngài thực hiện cái công trình sáng tạo. Chúa Con nhận cái công trình cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần nhận cái công trình thánh hóa. Ba ngôi, ba công trình. Vậy ở trong cái lớp Kinh Thánh 100 tuần, chúng ta thấy trong cái lời giới thiệu mà các anh chị đọc ở trong cái quyển sách Đường Emmaus, chúng ta thấy cái lời giới thiệu nó nằm ở đây. Và cái đường mà mũi tên đi xuống và nó gặp cái chữ vực thẳm tội lỗi. Cái con đường này, nó được sách Sáng Thế mô tả từ chương thứ nhất cho tới hết chương thứ 11. Nó nằm ở đây. Vậy trong cái công trình của Chúa Cha, chúng ta thấy có hai cái công trình lớn. Đó là cái công trình tạo dựng vũ trụ, và thứ hai, công trình tạo dựng con người. Lần trước chúng ta đã giải thích, trước khi tạo dựng vũ trụ, nó có cái cột này, có cái vấn đề các thiên thần. Vậy cái cột thứ nhất mà chúng ta thấy nó nằm ở hai cái câu đầu của cái bản văn tạo dựng. Từ nguyên thủy, trước khi mà Thiên Chúa tạo dựng trời đất thì đất trời trống không mông quạnh, thần khí Chúa bay là lạ trên mặt nước. Cái lời giới thiệu đầu tiên đó chính là giới thiệu cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Cái lời giới thiệu đó, Thiên Chúa ba ngôi xuất hiện, cả ba ngôi cùng xuất hiện. Chúa Cha lên tiếng trước, giới thiệu với con người. Chúa Cha nghĩ ra một cái kế hoạch, đó là Ngài quyết định tạo dựng một cái loài giống như Thiên Chúa. Cái loài đó Thiên Chúa gọi, đặt tên là loài người, giống hình ảnh Thiên Chúa. Và Chúa Cha khi trình bày cái sáng kiến đó thì nhờ Chúa Thánh Thần thiết kế toàn bộ cái kế hoạch cứu độ này. Cái lời giới thiệu của sách Sáng Thế, Thánh Thần Chúa bay là trên mặt nước. Đó là cái lời giới thiệu Chúa Thánh Thần đang kiểm tra toàn bộ cái kế hoạch cứu độ. Và sau đó thì bắt đầu Chúa Con xuất hiện. Khi Thiên Chúa lên tiếng, đó là Chúa giới thiệu Con của Ngài, chính là lời của Thiên Chúa. Thánh Phaolô bảo rằng nhờ Chúa Con mà mọi sự trên trời dưới đất này xuất hiện. Nếu không có Chúa Con thì không có vật gì xuất hiện, và cũng không có cái gì có thể tồn tại được. Vậy sáng kiến tạo dựng
là của Chúa Cha. Nhưng cái đấng mà thực sự thực hiện đó là Chúa Con. Nên giáo hội đọc lại cái thư của Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng Thánh Phaolô ngài được Chúa chỉ cho thấy, mà chính Chúa Giêsu khi ngài rao giảng ngài xác nhận, ngài nói với mọi người rằng Chúa Giêsu ở bên cạnh Chúa Cha khi ngài tạo dựng, nên ngài biết rõ Chúa Cha đã làm những gì. Vậy để cho mọi vật xuất hiện thì Chúa Cha nhờ Chúa Con. Khi Thiên Chúa phán, đó là Chúa Giêsu thực hiện. Vậy thì cái việc đầu tiên trước khi mà cho cái thế giới xuất hiện, trước khi tạo ra con người, thì Chúa tạo một cái loài vô hình gọi là các thiên thần. Người ta đã thắc mắc, bảo thế thì Thiên Chúa tạo dựng thiên thần lúc nào? Thì Thánh Giáo Phụ Irene ngài trả lời, đó là cái lúc mà Thiên Chúa bảo rằng hãy có ánh sáng. Đó là lúc mà Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần. Vì thiên thần là ánh sáng, chỉ có hồn mà không có xác. Người ta lại thắc mắc cái điều thứ hai, tại sao mà giáo hội và Chúa Giêsu khi ngài xuất hiện, ngài nhắc tới và toàn bộ Kinh Thánh có nói tới một cái tên lạ, tên đó là ma quỷ. Cái tên lạ đó là Satan. Nó ở đâu nó xuất hiện? Thì giáo hội dựa vào cái mặc khải của Thiên Chúa trong Kinh Thánh nói rằng trước khi Chúa tạo dựng vũ trụ này, khi Chúa tạo dựng thiên thần, thì Thiên Chúa cho thiên thần biết cái mục đích tại sao Chúa tạo dựng thiên thần, là để thứ nhất phục sự Thiên Chúa, cộng tác với Thiên Chúa để làm gì nữa? Để giúp đỡ con người mà Chúa sẽ dựng nên. Vậy chính vì những cái gì mà Thiên Chúa tiết lộ cho các thiên thần biết, thì xảy ra một cái cuộc chiến giữa các thiên thần. Thì người ta thắc mắc rằng cái cuộc chiến đó được Thánh Kinh diễn tả ở chỗ nào? Thì các thánh giáo phụ lại phải giải thích. Các thánh giáo phụ bảo rằng Thánh Kinh không có kể lại cái chi tiết cái cuộc chiến đó, mà chỉ kể lại cái điểm kết thúc cuộc chiến. Và giáo hội biết rằng các thiên thần chia làm hai phe. Phe ủng hộ Thiên Chúa, đồng ý với cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đó là nhóm thiên thần Michael đứng đầu. Cái nhóm thứ hai chống lại Thiên Chúa, phản đối cái kế hoạch cứu độ này, đứng đầu là tổng lãnh thiên thần Lucifer. Và hai bên đã chiến đấu với nhau dữ dội. Cuối cùng Lucifer bị thua. Rồi Thiên Chúa đuổi cả cái bè lũ Lucifer này ra khỏi vương quốc nước trời, và phải ở trong một cái nơi khác. Cái nơi đó là hỏa ngục. Để rồi Thiên Chúa không cho nhận cái tên là thiên thần nữa, mà Thiên Chúa gọi là Satan. Cái từ Satan có nghĩa là đối thủ của Thiên Chúa. Cái chỗ đó các thánh giáo phụ bảo rằng Thiên Chúa tách biệt
ngày và đêm, tách biệt giữa ánh sáng và bóng tối. Và Thiên Chúa gọi cái ánh sáng là ngày, còn tối tăm là đêm. Nên giáo hội vẫn gọi con cái Thiên Chúa là con cái ánh sáng. Còn ma quỷ và những ai theo nó trong Thánh Kinh gọi là con cái của đêm tối, con cái của bóng đen. Và nhờ cái tiết lộ đó mà các thánh giáo phụ khám phá ra được rằng chính là lúc cái cuộc chiến kết thúc, và Thiên Chúa đã tách hai cái nhóm thiên thần ra. Tách các thiên thần của ánh sáng là Michael ra khỏi Lucifer và đuổi cái nhóm tối tăm này vào trong hỏa ngục. Và sau đó thì sách Sáng Thế kể cho chúng ta nghe Thiên Chúa bắt đầu thực hiện cái cuộc tạo dựng vũ trụ. Vậy khi mà cái nhóm Lucifer đã bị phạt rồi thì nó như Thánh Phaolô ngài diễn tả, nó ghen tức với con người, nó chờ khi mà Thiên Chúa tạo dựng ra con người thì nó xuất hiện ngay để nó cản trở, nó tìm cách không cho con người đạt tới được ơn cứu độ. Đó là nó ngăn chặn con người, không cho con người vào trong cái cuộc sống hạnh phúc đời đời này. Vậy khi mà Thiên Chúa vừa tạo dựng nên con người thì Lucifer đã xuất hiện. Ở trong cái chương thứ nhất chúng ta đọc sách Sáng Thế, chúng ta gặp thấy được cái cuộc công trình tạo dựng vũ trụ này. Trong cái chương thứ hai chúng ta thấy Thiên Chúa kể tiết lộ cho chúng ta cái công trình tạo dựng con người, đặc biệt là con người. Còn mọi vật khác được kể ở trong cái chương thứ nhất. Còn riêng con người thì Kinh Thánh kể đặc biệt trong cái chương thứ hai. Vậy thì trong cái chương thứ nhất kể Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày. Đây là một cái cách diễn tả, chứ không phải cái thời gian là 6 ngày. Cái kiểu nói của Kinh Thánh, 3 cái ngày đầu Thiên Chúa thực hiện cái công trình tạo dựng, tạo dựng mọi vật cần thiết trong cái chương trình của Thiên Chúa. 3 cái ngày còn lại thì Thiên Chúa bắt đầu tô điểm cho cái công trình tạo dựng này. Nên đọc chúng ta thấy phân biệt rõ ràng lắm. 3 ngày đầu Thiên Chúa xây cái ngôi nhà này. 3 ngày sau Thiên Chúa trang trí nội thất. Thánh Gioan trong phúc âm của ngài, ngài kể rằng khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ này, ngài bảo đó là Thiên Chúa tạo cái ngôi nhà của gia đình Thiên Chúa. Đến 3 ngày đầu Thiên Chúa xây dựng cái tòa nhà. 3 ngày sau Thiên Chúa trang trí các phòng ốc, trang trí những gì mà Chúa tạo dựng, trang trí cái vũ trụ này bằng những cái vật sinh động. Trên trời thì có mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao. Dưới đất thì có cây cối, các thú rừng, thú nhà. Dưới biển thì có các loài cá. Đó là những vật Thiên Chúa trang trí để tạo sẵn. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người thì con người có môi trường để sống. Và
cái công trình tạo dựng này được chấm dứt ở cái chương thứ hai sách Sáng Thế. Từ cái chương thứ ba chúng ta thấy xuất hiện cái yếu tố mới, đó là con rắn. Và như giáo hội dạy chúng ta, ma quỷ nó lấy cái hình con rắn để hiện ra để cám dỗ ông bà Nguyên Tổ. Ông bà Nguyên Tổ đã bỏ ngoài tai lời Chúa, nghe theo lời của con rắn để làm ngược lại với lời Chúa. Cái tội này Thánh Phaolô gọi là tội không vâng phục, không vâng lời Thiên Chúa. Và chính vì nghe lời con rắn nên ông bà Nguyên Tổ đã đánh mất tất cả những gì Thiên Chúa yêu thương ban tặng con người. Khi tạo ra con người, Thiên Chúa cho con người có xác, có hồn, thân xác từ bụi đất, còn linh hồn giống Thiên Chúa. Thánh Phaolô ngài bảo rằng để tạo ra mọi vật trên trời dưới đất, Thiên Chúa chỉ phán một lời, nhưng để tạo ra con người thì không đơn giản như vậy. Trong cái Thánh Vinh mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy sách Khôn Ngoan và sách Châm Ngôn kể cho chúng ta nghe Chúa dùng lời Chúa để tạo ra vũ trụ, nhưng đối với con người thì Chúa phải dùng tới cả sự khôn ngoan nữa. Dùng lời Chúa, dùng sự khôn ngoan. Vậy trong cái việc tạo dựng ra con người, nó có hai cái yếu tố. Sách Khôn Ngoan kể lại rằng yếu tố thứ nhất, cũng như các thụ tạo khác, Thiên Chúa dùng lời Chúa để tạo dựng con người, để làm cho một cục đất nó trở thành một con người. Nhưng mọi vật Chúa chỉ dùng lời Chúa là xuất hiện, còn riêng con người thì không phải chỉ xuất hiện, mà sách Khôn Ngoan kể lại Chúa phải dùng sự khôn ngoan để cấu tạo con người. Những cái gì ở bên trong đó, anh thử ra con người là một cái sinh vật đầy bí ẩn. Trong cái sách Maccabê kể lại, bà mẹ đạo đức một ngày phải chứng kiến 7 đứa con trai chết ngay trước mặt mình. Bà nói với đứa con út rằng: mẹ mang thai con, sinh con ra, nhưng cấu tạo ở bên trong con như thế nào, xếp đặt như thế nào thì chỉ có mình Thiên Chúa biết. Đây là cái bí mật của Thiên Chúa, không ai biết. Chúa cấu tạo như thế nào không ai biết. Anh hiểu ra, để tạo ra được con người, Chúa phải dùng sự khôn ngoan nữa. Cái sự khôn ngoan đó diễn tả, thứ nhất diễn tả về Chúa Con. Chúa Con chính là đấng khôn ngoan, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, nhưng đặc biệt là diễn tả Chúa Thánh Thần, sự khôn ngoan tột cùng của Thiên Chúa. Có nghĩa là ở trong con người thì Thiên Chúa chọn để trở thành cái đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Cả Ba Ngôi có mặt và chọn con người để cư ngụ trong đó. Và nhờ vậy con người giống hình ảnh Thiên Chúa, giống hệt Thiên Chúa. Từ chương 1 và chương 2, nếu ông bà Nguyên Tổ của chúng ta không phạm tội thì cái lịch sử này nó khác rồi. Chúng ta có mặt ngày hôm nay cũng khác rồi.
không có những cái tình trạng như chúng ta gặp ngày hôm nay. Nếu chỉ có việc tạo dựng con người xuất hiện và ông bà nguyên tổ đừng nghe lời con rắn, thì tất cả cái lịch sử nhân loại này, tất cả cái dòng lịch sử ơn cứu độ, Chúa chỉ cần tiết lộ ở hai cái chương 1 và chương 2 sách Sáng Thế, chỉ có bấy nhiêu. Cả quyển Kinh Thánh chỉ cần hai cái chương này là đủ, hai trang. Vậy mà khi con người nghe lời con rắn phạm tội, lúc đó cả cái dòng lịch sử của cả nhân loại bắt đầu nó trở thành rắc rối, nó phức tạp, nó lung tung ở trong này. Vậy chúng ta đọc ở trong cái chương thứ nhất cho tới chương thứ 11. Chương này ở trong cái tài liệu Thánh Kinh trong tuần giới thiệu với chúng ta, đây là cái những cái thời gian mà nó vượt ra khỏi cái thời gian, vì ở trong này không có xác định năm tháng ngày giờ, không xác định, nên đọc trong này không biết năm nào. Chúng ta chỉ gặp thấy năm 600 thời Noe, chứ không biết là năm nào. Nên cái đó các nhà Kinh Thánh gọi là nó vượt khỏi cái thời gian. Còn cái nhà thần học Danielu, nhà thần học nổi tiếng của giáo hội ở cái thập niên 1960-70, thì ngài gọi cái 11 cái chương đầu sách Sáng Thế này là thời kỳ sơ khai của lịch sử cứu độ. Trong cái này chúng ta thấy kể lại cho chúng ta rất nhiều cái chi tiết, nhưng qua 11 chương đầu này, Thiên Chúa muốn tiết lộ cho chúng ta, giới thiệu với chúng ta ba cái mầu nhiệm chính trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Cái mầu nhiệm thứ nhất, mầu nhiệm Thiên Chúa ở cái công trình tạo dựng vũ trụ. Qua đó Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng quyền năng, Thiên Chúa là ba ngôi nhưng mà là một Chúa duy nhất, Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng. Nhưng đồng thời Thiên Chúa cũng tiết lộ cái bản chất của Thiên Chúa, Ngài là tình yêu, Ngài yêu thương con người nên Ngài quyết định tạo ra con người. Ngài muốn chia sẻ cái sự sống và hạnh phúc đó với con người. Qua cái bản văn tạo dựng vũ trụ này, nếu chúng ta hiểu, chúng ta suy gẫm, chúng ta sẽ khám phá ra chính mầu nhiệm Thiên Chúa nằm trong này. Và đồng thời cũng qua cái bản văn tạo dựng này, Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta cái mục đích chính, tại sao Thiên Chúa nghĩ ra cái kế hoạch cứu độ để làm cái gì. Thì cũng chính qua cái bản văn tạo dựng vũ trụ này, Thiên Chúa giới thiệu với chúng ta mục đích của kế hoạch cứu độ mà do Thiên Chúa nghĩ ra và thực hiện là vì Chúa muốn cái này, vì hội thánh và cho hội thánh. Đó là mục đích chính của kế hoạch cứu độ. Cái kế hoạch này được Thiên Chúa thiết lập là để làm gì? Để thực hiện, để thành lập cái gia đình của Thiên Chúa. Và cái gia đình đó Thiên Chúa đặt tên là chốn nghỉ ngơi. Mà trong sách Sáng Thế kể cho chúng ta ở cái câu cuối cùng, ngày thứ bảy sau khi đã hoàn tất mọi việc người làm thì Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó chính là cái lúc mà Thiên Chúa thiết lập nước
trời. Chốn nghỉ ngơi của Thiên Chúa. Anh thử ra ở trong cái thánh vịnh 94 giáo hội vẫn đọc mỗi ngày. Dân Chúa thời Cựu Ước đã phản bội, đã không nghe lời Chúa nên Chúa đã thịnh nộ thề rằng ta sẽ không cho các ngươi vào chốn nghỉ ngơi của ta. Đó có nghĩa là Chúa không cho vào nước trời. Vậy qua cái chương này, Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta toàn bộ cái cấu trúc, cái mô hình, cái hoạch cứu độ. Chính vì hiểu được như vậy nên trong cái hiến chế tín lý về giáo hội nói với chúng ta rằng hội thánh phát xuất từ Chúa Ba Ngôi và hội thánh có mặt ngay từ đầu lịch sử này, ngay từ khi tạo dựng. Thiên Chúa đã báo trước về hội thánh rồi. Đó là mục đích chính của kế hoạch cứu độ. Qua 11 chương đầu sách Sáng Thế, Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta cái mầu nhiệm thứ hai, mầu nhiệm con người. Ở trong cái chương thứ hai của sách Sáng Thế, còn lại từ chương thứ ba cho tới hết chương 11, Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta cái mầu nhiệm tội lỗi. Vậy 11 chương đầu này kể cho chúng ta nghe ba cái mầu nhiệm chính: mầu nhiệm Thiên Chúa, mầu nhiệm con người và mầu nhiệm tội lỗi. Từ cái chương thứ ba, chúng ta thấy con người đã mất tất cả. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa cho con người cái thứ nhất giống hình ảnh của Thiên Chúa, đó là mang một cái phẩm chất thánh thiện với một cái tâm hồn trong sạch, thánh thiện giống như Thiên Chúa vậy. Thứ hai, qua cái bản văn mà kể lại về cái vườn Ê-đen mà chúng ta vẫn gọi là vườn địa đàng, đó là Thiên Chúa cho con người thấy trước cái hình ảnh nước trời mà Thiên Chúa hứa sẽ cho con người vào đó đời đời trong cái ngày tận thế. Thì ngay từ đầu con người đánh mất. Ở trong này kể cho chúng ta nghe Thiên Chúa ban cho con người bốn cái đặc ân. Cái đặc ân thông minh, biết Thiên Chúa, biết mình, biết thế giới, biết người khác. Đó là đặc ân thông minh. Cái đặc ân thứ hai, cái đặc ân miễn trừ rối loạn. Trước Công đồng Vatican II thì các nhà thần học gọi cái đặc ân này đặc ân miễn trừ dục vọng, không có bị rối loạn. Cái đặc ân thứ ba là miễn trừ đau khổ. Con người được Thiên Chúa ban cho một cái khả năng, cái khả năng đó là lao động. Nhưng mà ở trong cái vườn địa đàng này, lao động là giải trí, lao động là chơi, không phải vất vả. Lao động là một hình thức mà Thiên Chúa ban cho con người để con người có niềm vui, có hạnh phúc. Mọi sự Chúa dựng nên, Chúa nói với con người rằng ta tạo dựng hết mấy cái đồ chơi này cho con đấy, tùy ý con muốn chơi, muốn nghịch làm sao thì nghịch. Cái cây ta đặt ở đây con không thích, con đem chỗ khác con trồng. Con thấy cái vườn này, cái hoa này con thích để chỗ nào thì nó ở chỗ đó.
con muốn đặt tên cho nó là gì thì nó sẽ mang tên như vậy. Tất cả những gì mà Chúa tạo cho con người để cho con người chơi, con người vui, con người giải trí, còn mọi cái khác có Chúa lo hết. Và đó là một cái cuộc sống hạnh phúc bình an. Nên lao động là niềm vui, lao động là giải trí, lao động là chơi, là nghịch. Nhưng từ khi con người phạm tội thì mất cái đặc ân này, nên lao động trở thành gánh nặng, trở thành đau khổ, trở thành vất vả. Cái đặc ân thứ tư, đặc ân miễn trừ sự chết. Bốn cái đặc ân. Rồi Thiên Chúa ban cho con người hơn các sinh vật khác có tự do. Đó là cái điểm quý nhất của con người mà cái ông triết gia Hegel, ông triết gia vô thần đó, ông đọc kỹ Kinh Thánh lắm. Và ông ấy nói một cái câu như thế này. Ông bảo mọi sự Thiên Chúa tạo ra đều tốt đẹp, nhưng có một điều Thiên Chúa sai lầm lớn lắm. Đó là Thiên Chúa ban cho con người tự do, và không bao giờ Thiên Chúa lấy lại tự do đó. Cái đó là sai lầm lớn của Thiên Chúa. Vì không lấy lại tự do, tôn trọng cái tự do tuyệt đối này, mà Thiên Chúa phải chấp nhận trả cái giá. Đó là con người có thể dùng tự do để chống lại Thiên Chúa, dùng tự do để giết chết con Thiên Chúa nữa. Tự do tuyệt đối. Anh thử ra ông nói rằng Thiên Chúa có một cái sai lầm trót ban cho con người tự do. Còn giáo hội thì bảo rằng cũng chính vì cái mà Thiên Chúa ban cho con người tự do đó, và Thiên Chúa sẵn sàng chấp nhận con người sử dụng tự do để chống mình, để giết mình. Và chính cái điều đó Thiên Chúa mới là đấng quyền năng vô cùng. Không ai hiểu được cái bí mật này. Ba cái mầu nhiệm được diễn tả trong này. Vậy từ cái chương thứ 3 cho hết chương 11, Thiên Chúa muốn để cho con người hiểu, cảm nhận và chứng minh được cái việc sử dụng tự do của mình. Yếu tố thứ hai lớn lắm mà Thiên Chúa ban cho con người ngoài những cái ưu việt mà chúng ta vừa kể, đó là Thiên Chúa đặt trong đáy lòng con người cái điều quý nhất của Thiên Chúa. Và chính cái điều này gọi là sự sống đời đời. Mà mất cái này là mất ơn cứu độ. Đó là Thiên Chúa đặt Chúa Thánh Thần trong đáy lòng con người. Và khi mà Chúa Thánh Thần đồng ý với Chúa Cha ở trong đó, thì giáo hội gọi cái chỗ ở mà Chúa Thánh Thần ở gọi là lương tâm con người. Nhưng giáo hội vẫn dạy chúng ta lương tâm con người là gì? Đó là tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Từ trong cái lương tâm đó, Chúa Thánh Thần nói cho con người, nhắc con người biết đừng có làm điều ác, đừng có làm điều dữ, hãy làm điều lành. Anh thử ra ông bà nguyên tổ mất ơn cứu độ là mất cái gì? Cái hình ảnh mà Thiên Chúa đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng, đó là một cách diễn tả, có nghĩa là không được ở trong cái cuộc sống hạnh phúc đó nữa. Cái thứ hai đó là cái tự do mà ông bà nguyên tổ dùng nó sai lầm.
Cái thứ ba, đó là cái lương tâm của ông bà Nguyên Tổ chúng ta đã bị lệch lạc méo mó rồi. Và khi lệch lạc méo mó có nghĩa là mất Chúa Thánh Thần. Nên người ta vẫn gọi là mất lương tâm là vậy. Đó là mất Chúa Thánh Thần. Chính vì vậy mà cái việc đầu tiên của Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại, Giáo hội giải thích cho chúng ta ngay trong cái ngày phục sinh, cái điểm quan trọng nhất mà Chúa phải phục hồi cho con người, đó là Chúa ban lại Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Nên bất cứ một cái lần hiện ra nào, Chúa Giê-xu cũng đều thổi hơi trên các tông đồ và nói với các tông đồ: các con hãy nhận lãnh Thánh Thần. Khi được trả lại Thánh Thần thì đó là cái bằng chứng Thiên Chúa xóa tội cho con người, bằng chứng Thiên Chúa trả lại, phục hồi cho con người tất cả những cái đặc ân mà con người đã đánh mất. Rồi từ cái chương 3 này, Thiên Chúa cho con người trải qua cái kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm làm người, sử dụng tự do như thế nào. Thứ hai, con người hiểu được cái lương tâm của con người nó quý như thế nào. Nhưng rồi cũng qua cái dòng thời gian, Thiên Chúa thấy rằng con người dùng tự do của mình và không nghe theo tiếng nói của Chúa Thánh Thần nữa, và càng ngày càng mất sử dụng tự do, và cứ cái đà này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, sẽ lao xuống cái vực sâu tội lỗi này, sẽ mất hết, và kế hoạch của Thiên Chúa coi như hỏng luôn. Cái tác phẩm của Thiên Chúa quý nhất là con người coi như mất. Chính vì vậy mà ở chỗ này chúng ta thấy cái dòng lịch sử đã đi ngược lên. Bắt đầu từ chương thứ 12, Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta thấy Thiên Chúa chính thức can thiệp. Nếu để cho con người tự giải quyết cuộc đời của mình thì con người không tự cứu độ mình được, nên Thiên Chúa phải can thiệp vào. Và cái cuộc can thiệp này của Thiên Chúa nó làm đảo ngược lại những cái gì mà con người gây ra. Thiên Chúa đưa con người từ đáy vực sâu tội lỗi để từ từ kéo con người lên. Mà trong cái thánh vịnh mà giáo hội vẫn đọc trong giờ kinh tối của tối thứ tư, chúng ta thấy từ vực thẳm con kêu bước lên Chúa, nó ở chỗ nào? Vậy khi bắt đầu chương 12 của sách Sáng Thế, chúng ta thấy nó lạ hẳn. Từ chương 1 tới chương 11 nó khác, nhưng mà từ chương thứ 12 nó đột ngột, không báo trước gì hết. Thì có nghĩa nó nằm ở chỗ này, có nghĩa là có một cái sự can thiệp bất ngờ mà Thiên Chúa xuất hiện trong cái lịch sử loài người. Nếu Thiên Chúa không can thiệp thì con người sẽ bị tiêu diệt hết. Và bắt đầu từ chương thứ 12 trở đi, Thiên Chúa qua đó tiết lộ cho chúng ta toàn bộ ba cái công trình này mà Thiên Chúa gọi là kế hoạch tái tạo. Cái kế hoạch này được Thánh Phaolô diễn tả trong các thư của Ngài, gọi là kế hoạch tái tạo. Đầu tiên, kế hoạch sáng tạo. Cái công trình sáng tạo này đã bị cản trở vì tội lỗi xuất hiện. Bây giờ để tiếp tục, Thiên Chúa không chấp nhận và không thể nào, dù tội lỗi cơ nào cũng không phá được cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
nhưng nó sẽ gây cản trở. Vậy Thiên Chúa quyết định gỡ cái cản trở này ra thì cái dòng lịch sử nó sẽ thẳng trở lại. Còn đây nó bị cắt khúc này, nó chấm, nó bị đứt đoạn. Vậy từ chỗ này Thiên Chúa công bố cái kế hoạch tái tạo. Kế hoạch tái tạo được diễn ra trong ba cái thời kỳ. Giai đoạn thứ nhất, thời kỳ thứ nhất, đó là giai đoạn chuẩn bị cho ơn cứu độ. Cái giai đoạn này do chính Chúa Cha thực hiện, gọi là thời cứu ước. Cái thời cứu ước, cái giai đoạn chuẩn bị này, nó được bắt đầu từ tổ phụ Abraham. Chính vì vậy chúng ta thấy bắt đầu chương 12 nó khác hẳn. Thiên Chúa bắt đầu chuẩn bị để cứu con người. Cuộc chuẩn bị kéo dài từ tổ phụ Abraham vào khoảng năm 1800 trước công nguyên, trước khi Chúa Giêsu xuất hiện, khoảng gần 20 thế kỷ. Ở thế kỷ thứ 19 trước khi Chúa Giêsu xuất hiện. Và từ tổ phụ Abraham, Thiên Chúa mở ra chỉ cho con người, và Thiên Chúa thiết lập con đường cứu độ. Cái con đường cứu độ này trong giáo lý Công giáo bảo rằng nó gồm ba con đường. Con đường thứ nhất là con đường đức tin. Con đường thứ hai là con đường đức cậy. Con đường thứ ba là con đường đức mến. Ba con đường này được gọi bằng một cái tên, gọi là con đường cứu độ. Còn trong Kinh Thánh bảo rằng cái thời cứu ước này, trong cái thời cứu ước thì cái con đường cứu độ này Thiên Chúa thiết lập nó nằm trong lòng biển. Mà sách Xuất Hành kể cho chúng ta nghe ở chương thứ 3, khi Thiên Chúa đưa dân vượt qua biển đỏ, là Thiên Chúa mở ra cho dân, cho nhân loại thấy cái con đường cứu độ. Cái biển đỏ rẽ ra làm đôi là lúc Thiên Chúa hé mở cho con người thấy cái con đường cứu độ đó. Con đường cứu độ đó nó được dựng đứng hai bên như hai cái bức tường thành. Một bên gọi là đức tin, một bên gọi là đức mến. Còn ở trong lòng biển đó, dân đi qua khô chân đó diễn tả đức cậy. Một con đường cứu độ gồm một con đường và hai cái bức tường hai bên. Cũng giống như một cái cánh đồng không có gì hết, chúng ta không thấy đường. Nhưng khi người ta bắt đầu vạch ra hai cái lề thì tự nhiên người ta thấy xuất hiện một con đường. Vậy có một con đường được tạo ra bởi hai cái lề đường và ở cái lòng giữa. Cái con đường cứu độ thời cứu ước được Kinh Thánh diễn tả nó nằm trong lòng biển. Nhưng trong Thánh Vịnh thì báo trước cho chúng ta sang cái thời Tân Ước này thì con đường cứu độ này do Chúa Giêsu thiết lập. Chúa Giêsu sẽ thực hiện và công bố cho chúng ta cái con đường cứu độ đó. Nó không nằm ở trong lòng biển nữa, mà nó nằm trong lòng người. Nên chính vì vậy, khi mà Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng, Ngài công bố cái con đường cứu độ nằm trong lòng người. Và cái con đường cứu độ đó, nó gọi là con gồm cũng ba cái yếu tố, cũng ba con đường. Nó chỉ mang ba cái tên khác nhau, khác với thời cứu ước. Con đường cứu độ thời Tân Ước nó nằm trong lòng người,
nó có cái tên thứ nhất, con đường hối cải. Thứ hai là con đường nền thánh. Và thứ ba là con đường sứ mạng tông đồ. Cũng gồm ba con đường. Cái con đường hối cải nó tương đương với cái con đường đức tin mà của thời cũ. Cái con đường nên thánh nó được đồng nghĩa với con đường đức cậy. Và cái con đường sứ mạng tông đồ nó đồng nghĩa với con đường đức mến. Chính vì vậy mà khi Chúa Giêsu đến, Chúa công bố cái lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu. Chúng ta nghe từ trước giờ Chúa bảo hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Nhưng mà không chỉ là cái nghĩa đen như vậy, mà qua cái lời rao giảng đầu tiên này, Chúa công bố con đường cứu độ thời tân ước, cũng như bắt đầu kế hoạch tái tạo. Chúa công bố cái con đường cứu độ này với Abraham, và mở đầu chính là đức tin. Vậy cái con đường cứu độ này gồm ba con đường và gồm hai yếu tố để tạo thành con đường cứu độ mà vừa rồi chúng ta nghe. Lần trước chúng ta cũng nghe hai cái bản văn nói về tổ phụ Abraham. Vậy cái con đường cứu độ, con đường cứu độ này được xây dựng cái yếu tố thứ nhất là ơn gọi. Nó gồm hai yếu tố. Thứ nhất là ơn gọi, và thứ hai là sứ mạng. Cái ơn gọi này giáo hội gọi là ơn gọi nên thánh. Và yếu tố thứ hai là sứ mạng. Chúng ta vẫn nghe nói tới đó là sứ mạng tông đồ. Chúng ta lần trước nghe một cái bản văn về tổ phụ Abraham. Tuần này đầu giờ chúng ta lại đọc thêm cái bản văn thứ hai, và còn một cái bản văn thứ ba nữa. Ơn gọi nó gồm ba cái đặc điểm. Có ba đặc điểm mà chúng ta mới đọc có hai đặc điểm. Cái đặc điểm thứ nhất là sự tuyển chọn. Thiên Chúa tuyển chọn Abraham, gọi Abraham đi theo Thiên Chúa tới cái đất mà Chúa sẽ chỉ cho. Đó là sự tuyển chọn. Cái đặc điểm thứ hai đó là giao ước mà đầu giờ chúng ta nghe. Chúa ký kết giao ước với Abraham. Chúa hứa nhưng mà Chúa ký kết. Và thứ ba đó là cái lời hứa mà Thiên Chúa hứa với Abraham. Ba cái yếu tố. Vậy qua cái thử thách niềm tin để Thiên Chúa có thể ký kết giao ước, thì đầu tiên Thiên Chúa phải thử lòng Abraham. Và khi Thiên Chúa yêu cầu Abraham giết đứa con trai, cái lời hứa mà Chúa hứa với Abraham, Chúa đã thực hiện cho Abraham một đứa con nối dõi tông đường, và hứa với Abraham sẽ cho Abraham trở thành tổ phụ của một dân đông đúc. Và Abraham đã chứng minh cái lòng tin của mình bằng cách không bao giờ nghi ngờ Thiên Chúa. Nghe lời Chúa nói cái gì, Abraham thực hiện đúng như vậy, và Thiên Chúa hài lòng. Chính vì vậy mà Thiên Chúa gọi Abraham là bạn thân của Thiên Chúa, là sự công chính. Danh hiệu mà Thiên Chúa tặng Abraham ở chỗ này, đây là sự công chính, một cái danh hiệu cao nhất
trong Kinh Thánh. Ở trong Kinh Thánh rất hiếm có người nào được Thiên Chúa gọi là sự tôn chính. Chỉ có tổ phụ Abraham được Thiên Chúa ban tặng cái danh hiệu này thời Cựu Ước. Sang tới thời Tân Ước, chúng ta chỉ thấy xuất hiện có một nhân vật được ban tặng cái danh hiệu người công chính, đó là Thánh Giuse của chúng ta. Hai nhân vật này, Cựu Ước và Tân Ước. Tại sao mà Thiên Chúa ban tặng cái danh hiệu này? Là bởi vì cả Abraham, cả Thánh Giuse, bất cứ lúc nào lời Chúa nói là thực hiện, không hiểu gì hết cũng là. Như vừa rồi chúng ta nghe sách Sáng Thế kể là Abraham được Chúa gọi, Chúa gọi đi, chỉ biết đi, không biết mình đi đâu. Thánh Phaolô diễn tả là ông không thắc mắc và cũng không nghi ngờ gì hết, không lý sự, không hạch hỏi Thiên Chúa, không hỏi vậy Chúa bảo con đi, vậy thì đi đâu, bao giờ thì tới, không có cái chuyện đó. Abraham không hỏi, không nghi ngờ, không thắc mắc gì hết, cứ đi, chả cần biết đi đâu, nhưng mà đi. Và đó chính là đức tin. Như cái hồi mà Đức Hồng Y Ratzinger, khi Ngài chưa làm giáo hoàng, Ngài còn làm chủ tịch của Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin, người ta đã hỏi Ngài cái câu hỏi: xin Đức Hồng Y định nghĩa cho chúng con đức tin Công giáo là gì. Bởi vì người ta nghe giải thích quá nhiều, thế đức tin là thế này, đức tin là thế kia, nhưng mà thực sự đức tin Kitô giáo có nghĩa là gì, được định nghĩa như thế nào? Thì Đức Hồng Y Ratzinger dựa vào cái gương của tổ phụ Abraham để trả lời. Đây là đức tin Công giáo. Đức tin Công giáo có nghĩa là chấp nhận nghe theo lời Thiên Chúa để lao vào cái cõi mù mịt, không hiểu, không biết gì hết. Đó là đức tin. Vậy Đức Hồng Y Ratzinger đã dựa vào thứ nhất, gương của tổ phụ Abraham. Cái thứ hai, dựa vào cái lời khẳng định của Thánh Phaolô để định nghĩa đức tin Công giáo. Thánh Phaolô bảo rằng nếu người ta hiểu được, người ta thấy được thì không còn gọi là tin. Tin là không thấy mới gọi là tin. Đức Hồng Y Ratzinger này bảo người Công giáo tin nghĩa là sao? Nghĩa là chấp nhận nghe lời Chúa để lao vào cõi mù mịt, như tổ phụ Abba không biết mình đi đâu. Đó là đức tin. Như Thánh Giuse, chỉ cần Chúa bảo đây là việc của Thiên Chúa, còn cứ đón nhận Maria về. Hiểu hay không, Chúa không giải thích, Chúa chỉ bảo đây là việc của Thiên Chúa. Cái việc Maria mang thai là của Chúa Thánh Thần, đừng có tò mò, đừng có thắc mắc, đừng có lộn xộn. Và Thánh Giuse cũng chỉ chờ cái này, chỉ chờ biết cái này là nguồn gốc từ đâu. Và khi Thánh Giuse biết được từ Thiên Chúa, Ngài không thắc mắc. Có nghĩa là Thiên Chúa muốn làm gì thì làm. Thánh Giuse thực hiện theo cái điều đó. Đang ở tại làng Bethlehem, Maria thì mới sinh, Giêsu thì còn bé tí, mới được có vài ngày. Đang đêm, thiên thần dứt cổ dậy, Giuse dậy, mang hai mẹ con sang Ai Cập. Chả thấy Thánh Giuse phản ứng gì hết, không thắc mắc một điều.
không có hỏi thêm một tiếng gì. Nửa đêm đi sang Ai Cập, rồi sang đó lấy gì mà sống? Tiền không có, mới xa lạ thì lấy gì. Thế mà Thánh Giuse không hề nói một tiếng, chỉ cần nghe Chúa bảo đi, vậy đưa Maria, đưa Giêsu sang Ai Cập. Đó gọi là sự công chính. Sự công chính được đồng nghĩa là bản chất thánh thiện của Thiên Chúa, có nghĩa là giống hệt Thiên Chúa, là đấng công chính, giống Chúa Giêsu, đấng công chính của Thiên Chúa, đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là cuộc chuẩn bị Thiên Chúa công bố cái kế hoạch tái tạo. Kế hoạch tái tạo gồm ba cái giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị ơn cứu độ, giai đoạn thực hiện ơn cứu độ. Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ thực hiện cái ơn cứu độ, và Chúa Thánh Thần sẽ hoàn tất cái ơn cứu độ. Ba công trình. Vậy trong cái giai đoạn này, chúng ta thấy nó còn nhiều cái chi tiết trong này lắm. Và trong cái thời cựu ước, có nghĩa là Chúa Cha tạo ra, giới thiệu với nhân loại cái mô hình tái tạo mà Thánh Phaolô Ngài diễn tả. Cái mô hình tái tạo đó gồm bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Thiên Chúa thành lập một dân riêng. Giai đoạn thứ hai, Thiên Chúa huấn luyện dân riêng đó. Giai đoạn thứ ba, Thiên Chúa thanh tẩy dân riêng đó. Và giai đoạn thứ tư, Thiên Chúa thanh lọc dân riêng để làm sao tìm ra được một cái nhóm mà tinh túy nhất. Cái nhóm đó gọi là người nghèo của Thiên Chúa. Đây cũng là một cái danh hiệu quý nhất trong Thánh Kinh. Ai được Thiên Chúa ghi tên vào cái danh sách những người nghèo của Thiên Chúa, người đó vinh dự lắm. Khi có được cái nhóm này, có nghĩa là Thiên Chúa giới thiệu với chúng ta sắp sửa có một bước ngoặt mới, sắp sửa có một giai đoạn mới. Ở cái chỗ này chúng ta thấy sự xuất hiện của Noe. Và trong cái Noe này, giáo hội đọc ra được Thiên Chúa giới thiệu, báo trước cái mô hình tái tạo này sẽ có trời mới, đất mới chỗ này, với một cái bản giao ước với Noe chỗ này. Và để thực hiện cái điều đó, Thiên Chúa đã cứu thoát cái gia đình Noe, dạy Noe làm một cái tàu, đóng một cái tàu, và đưa vào trong cái tàu này cái nhóm nhỏ, rất nhỏ, để cứu sống cái nhân loại, để bảo tồn dòng dõi nhân loại. Còn bao nhiêu Chúa sẽ hủy diệt hết. Vậy ở trong cái tàu này này chỉ có 8 người. Khi nào xuất hiện cái nhóm nhỏ này thì có nghĩa là Chúa báo trước sắp sửa có giai đoạn mới. Vậy ở cái chỗ này cũng vậy. Khi xuất hiện cái nhóm người nghèo này, có nghĩa là Thiên Chúa đã thanh lọc rất nhiều lần, cuối cùng kết tinh lại được cái nhóm này. Và cái nhóm này Kinh Thánh kể lại cũng chỉ có 8 người, tương ứng với cái nhóm người nghèo này trong cái con tàu này. Để với 8 người này, Thiên Chúa mở ra cái giai đoạn mới mà Chúa Kitô đến, Ngài sẽ thiết lập Hội Thánh, cái con tàu của Noe mới. Hay không? Thiên Chúa chuẩn bị rất kỹ. Và bất cứ một cái việc làm nào, Thiên Chúa đều báo trước hết, dùng cách này cách khác để báo trước. Và Thiên Chúa tạo ra cái khuôn mẫu để trong hai cái công trình còn lại thì Chúa Con sẽ là cái người thực hiện giai đoạn thứ nhất và thứ hai của kế hoạch tái tạo. Đó là Chúa Giêsu đến làm người,
Ngài thiết lập cái dân riêng mới, rồi Ngài huấn luyện cái dân riêng mới đó. Xong nhiệm vụ về trời, Chúa Thánh Thần đến thực hiện hai giai đoạn tiếp theo. Ngài sẽ tiếp tục thanh tẩy cái dân riêng mới đó và thanh lọc cái dân riêng mới này để tuyển chọn những công dân cho nước trời. Và cái ngày cuối cùng, khi mà thực hiện xong toàn bộ bốn cái giai đoạn đó rồi, thì lịch sử nhân loại chấm dứt. Khi Chúa Thánh Thần công bố lịch sử chấm dứt, chúng ta thấy Thánh Gioan trong sách Khải Huyền kể lại, lúc đó sẽ nghe cả trên trời dưới đất là nghe cái tiếng loa của Thiên Thần. Và đó Chúa Giêsu xuất hiện lần thứ hai, Ngài đến. Chúa Thánh Thần sẽ đem tất cả nhân loại, gia đình của Thiên Chúa đến trình diện cho Chúa Giêsu, trao cho Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đem cái nhân loại mới này đến gặp Chúa Cha để trình diện với Chúa Cha. Sau đó Chúa Cha sẽ công bố quyết định cuối cùng. Quyết định đó là trao tất cả nhân loại cho Chúa Giêsu, đặt Chúa Giêsu làm vua nước trời. Vậy hai cái giai đoạn này là chính là thực hiện theo cái mô hình mà Chúa Cha đã thiết lập. Cả cái thời cựu ước mà Thiên Chúa đưa ra cái mô hình mẫu, cái mẫu cứu độ để chuẩn bị. Và khi Chúa Giêsu đến, Ngài thực hiện hai giai đoạn. Chúa Thánh Thần đến, Ngài thực hiện hai giai đoạn còn lại. Và hết bốn giai đoạn đó thì lịch sử này chấm dứt. Và tất cả cái sơ đồ này là tóm kết cho chúng ta 73 quyển trong bộ Thánh Kinh, từ sách Tạo Dựng cho tới cái quyển cuối cùng là sách Khải Huyền, từ cái câu thứ nhất, từ trang đầu tiên cho tới cái dấu chấm cuối cùng của sách Khải Huyền nằm trong cái sơ đồ này, mà được giáo hội vẽ ra cho chúng ta để chúng ta chiêm ngắm. Để khi trong lớp Thánh Kinh 100 tuần trong này đọc tới đâu, chúng ta sẽ biết nó nằm ở chỗ nào, cái sách nào ở chỗ nào, chúng ta biết được chỗ đó. Thôi hôm nay chúng ta tạm ngưng ở đây. Rồi, chúng ta... Chưa bao giờ.